Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn địa lý lớp 8 trang 141 đến trang 144 bài 10 Sinh vật Việt Nam. Học xong bài này các em sẽ chứng minh được sự đa dạng của sinh vật ở Việt Nam, chứng minh được tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. Việt Nam là quốc gia có tính đa dạng sinh học cao trên thế giới. Sinh vật Việt Nam đa dạng và phong phú với nhiều loài động thực vật và các hệ sinh thái khác nhau. Hãy chia sẻ một số hiểu biết của em về sinh vật ở nước ta. Để trả lời được câu hỏi này thì các em hãy cùng tìm hiểu bài học hôm nay nhé. Số 1 nhỏ, sự đa dạng của sinh vật ở Việt Nam. Sự phong phú và đa dạng của sinh vật Việt Nam thể hiện ở sự đa dạng về thành phần loài, gen, di truyền và kiểu hệ sinh thái. Đầu tiên, sự đa dạng về thành phần loài, gen, di truyền. Việt Nam là một trong 16 quốc gia sở hữu sự đa dạng sinh học cao trên thế giới với hơn 50.000 loài đã được xác định. Trong đó có nhiều loài thực vật quý hiếm như là trầm hương, trắc, sâm ngọc linh, gõ đỏ, nghiến, cẩm lai, vàng tâm, vụ. Và một động vật quý hiếm như là sao la, voi, bò tót, hươu xạ, vọc, trĩ, công. Số lượng cá thể trong mỗi loài tương đối phong phú tạo nên sự đa dạng về nguồn gen di truyền. Các em quan sát hình 10.1 sâm ngọc linh ở Nam Trà My, Quảng Nam. Hình 10.2 vọc trà vá, chân nâu ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Sự đa dạng tiếp theo đó là về kiểu hệ sinh thái. Các hệ sinh thái ở nước ta rất là phong phú và đa dạng, bao gồm các hệ sinh thái tự nhiên trên cạn, các hệ sinh thái tự nhiên dưới nước và các hệ sinh thái nhân tạo. Các hệ sinh thái tự nhiên trên cạn thì bao gồm các kiểu sinh thái, hệ sinh thái rừng khác nhau, phổ biến nhất là rừng mưa nhiệt đới, rừng nhiệt đới gió mùa với lớp phủ thực vật rậm rạp nhiều tầng, thành phần loài phong phú. Ngoài ra thì còn có các hệ sinh thái trảng cỏ, cây bụi, rừng cận nhiệt, rừng ôn đới núi cao. Tiếp theo các em quan sát hình 10.3, đây là bản đồ phân bố sinh vật ở Việt Nam. Thì các em xem phần chú giải để chúng ta đọc bản đồ này. Các hệ sinh thái tự nhiên dưới nước bao gồm hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái nước ngọt. Các hệ sinh thái nước mặn bao gồm các vùng nước lợ, điển hình là rừng ngập mặn, cỏ biển, rạn san hô, đầm phá ven biển. Và hệ sinh thái biển thì chia thành các vùng nước theo độ sâu, các hệ sinh thái nước ngọt ở sông suối, ao hồ đầm. Kem quan sát hình 10.4 hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới ở dãy Hoàng Liên Sơn, Lào Cai. Hình 10.5 hệ sinh thái rạn san hô ở Cù Lao Chàm, Quảng Nam. Các hệ sinh thái nhân tạo được hình thành do hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản cũng rất là đa dạng như là hệ sinh thái đồng ruộng, vùng chuyên canh, hệ sinh thái nuôi trồng thủy sản, rừng trồng ngày càng mở rộng, chiếm 1/4 diện tích lãnh thổ. Em có biết ở nước ta thì các kiểu rừng nhiệt đới là phổ biến nhất, chiếm diện tích lớn nhất và được phân bố rộng khắp từ Bắc xuống Nam. Phần lớn các loài thực vật ở nước ta là thực vật nhiệt đới, các loài cây thuộc họ dầu, họ dâu tầm, họ dẻ. Sống trong rừng là các loài động vật nhiệt đới, điển hình như các loài động vật leo trèo, ăn thực vật như khỉ, vọc, sóc. Các loài thú nhỏ như cày, cáo, các loài thú lớn ăn cỏ như là hươu, nai, voi, tê giác và các loài ăn thịt như là hổ, gấu. Trả lời câu hỏi dựa vào thông tin và các hình ảnh trong mục 1, hãy chứng minh sự đa dạng của sinh vật ở Việt Nam. Như vậy chúng ta sẽ chứng minh sự đa dạng sinh vật ở Việt Nam. Thì sự phong phú và đa dạng của sinh vật Việt Nam được thể hiện về thành phần loài, gen di truyền và kiểu hệ sinh thái. Đầu tiên là sự đa dạng về thành phần loài, gen di truyền. Đa dạng về thành phần loài thì Việt Nam là một trong 16 quốc gia sở hữu sự đa dạng sinh học cao thế giới. Trong đó có nhiều loài động thực vật quý hiếm như trầm hương, trắc ngọc lâm,
trắc, sâm ngọc linh, nghiến gỗ gụ và động vật quý hiếm như là sao la, voi, bò, tót, trĩ, v.v. Đa dạng về gen di truyền thì số lượng các cá thể trong mỗi loài tương đối phong phú tạo nên sự đa dạng về nguồn gen di truyền. Tiếp theo là sự đa dạng về kiểu hệ sinh thái. Thì các hệ sinh thái ở nước ta phong phú và đa dạng, gồm các hệ sinh thái tự nhiên trên cạn, hệ sinh thái tự nhiên dưới nước và hệ sinh thái nhân tạo. Các hệ sinh thái trên cạn thì gồm kiểu rừng sinh thái khác nhau, phổ biến nhất là kiểu rừng mưa nhiệt đới, rừng nhiệt đới gió mùa với lớp phủ thực vật rậm rạp nhiều tầng, thành phần loài phong phú. Ngoài ra còn có trảng cỏ cây bụi, rừng cận nhiệt, rừng ôn đới núi cao. Các hệ sinh thái tự nhiên dưới nước bao gồm là hệ sinh thái nước mặn, hệ sinh thái nước ngọt. Thì hệ sinh thái nước mặn bao gồm cả vùng nước lợ, thì điển hình là rừng ngập mặn, cỏ biển, rạn san hô, đầm phá ven biển, và hệ sinh thái biển chia thành các vùng nước theo độ sâu. Hệ sinh thái nước ngọt thì ở sông suối ao, hồ đầm. Các hệ sinh thái nhân tạo thì hình thành do hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản rất đa dạng. Hệ sinh thái đồng ruộng, vùng chuyên canh, hệ sinh thái nuôi trồng thủy sản. Tiếp theo số 2 nhỏ, tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. Tính đa dạng sinh học ở nước ta đang ngày càng bị suy giảm nghiêm trọng, nên việc bảo tồn đa dạng sinh học đã trở thành cái vấn đề cấp thiết ở nước ta hiện nay. Suy giảm số lượng cá thể loài sinh vật thì số lượng cá thể các loài sinh vật động vật hoang dã đã suy giảm nghiêm trọng. Một số loài thực vật động vật có nguy cơ tuyệt chủng như nhiều loài cây gỗ quý như là đinh, liêm, sến, táo, trắc, gụ. Nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm như voi, hổ, bò tót, tê giác, một sừng, sao la. Suy giảm hệ sinh thái thì các hệ sinh thái rừng nguyên sinh bị phá hoại gần hết, chỉ còn chủ yếu là rừng thứ sinh. Các hệ sinh thái rừng ngập mặn, các hệ sinh thái biển cũng đứng trước những nguy cơ bị tàn phá bởi con người. Thì theo báo cáo năm 2021 của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc gia IUCN, Việt Nam có 75 loài thú, 57 loài chim, 75 loài bò tót, 53 loài lưỡng cư, 136 loài cá được liệt kê là các loài bị đe dọa. Suy giảm nguồn gen thì việc suy giảm số lượng cá thể cộng với cái suy giảm số lượng loài đã làm suy giảm nguồn gen. Nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học là do cả yếu tố tự nhiên và hoạt động của con người. Đầu tiên là do tự nhiên thì biến đổi khí hậu với những cái hệ quả như là bão, lũ lụt, hạn hán, cháy rừng đã làm giảm đa dạng sinh học nhanh hơn, trầm trọng hơn, nhất là các hệ sinh thái rừng và hệ sinh thái ven biển. Các em quan sát hình 10.6 đốt rừng làm nương rẫy ở Tây Nguyên. Thì do hoạt động của con người như là khai thác lâm sản, đốt rừng làm nương rẫy, du canh, du cư, sử dụng động thực vật hoang dã cho nhu cầu đời sống, đánh bắt thủy sản quá mức, ô nhiễm môi trường do chất thải sinh hoạt và sản xuất, sự xâm nhập của các loài ngoại lai. Trước tình trạng suy giảm đa dạng sinh học như vậy thì cần có cái biện pháp để bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. Một số biện pháp chủ yếu đó là xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia nhằm bảo vệ và khôi phục một số hệ sinh thái tự nhiên, rừng nguyên sinh và động thực vật quý hiếm, tăng cường trồng rừng và bảo vệ rừng tự nhiên nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật, ngăn chặn nạn phá rừng, săn bắt động vật hoang dã trái phép, khai thác và đánh bắt thủy sản quá mức, xử lý các chất thải công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường sống của các loài sinh vật, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ đa dạng sinh học. Câu hỏi: đọc thông tin và quan sát hình ảnh trong mục 2, hãy chứng minh tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. Thì tính đa dạng sinh học ở Việt Nam đang ngày càng bị suy giảm nghiêm trọng, nên việc bảo tồn đa dạng sinh học đã trở thành một cái vấn đề cấp thiết hiện nay ở nước ta. Suy giảm về số lượng cá thể loài sinh vật thì số lượng cá thể các loài thực vật, động vật hoang dã đã
suy giảm nghiêm trọng. Một số loài động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng như là nhiều loài cây gỗ quý và nhiều loài động thực vật hoang dã quý hiếm. Suy giảm hệ sinh thái thì các hệ sinh thái rừng nguyên sinh đang bị phá hoại gần hết, chỉ còn chủ yếu là rừng thứ sinh. Các hệ sinh thái rừng ngập mặn, sinh thái biển cũng đứng trước nguy cơ bị tàn phá bởi con người. Suy giảm nguồn gen thì việc suy giảm số lượng cá thể cộng với suy giảm số lượng loài đã khiến nguồn gen suy giảm. Tiếp theo, luyện tập vận dụng cho bảng số liệu sau: diện tích rừng tự nhiên của Việt Nam trong giai đoạn 1943-2020. Năm 1943, diện tích rừng tự nhiên là 14,3 triệu hecta. Năm 1983 thì còn 6,8 triệu hecta. Đến năm 2020 thì được 10,3 triệu hecta. Nguồn nghiên giám thống kê Việt Nam các năm. Hãy nhận xét sự biến động diện tích rừng tự nhiên của Việt Nam giai đoạn 1943-2020. Nhận xét thì chúng ta thấy diện tích rừng tự nhiên ở Việt Nam có biến động trong giai đoạn từ năm 1943 đến năm 2020. Giai đoạn từ năm 1943 đến năm 1983 thì diện tích rừng tự nhiên có xu hướng giảm 7,5 triệu hecta. Còn giai đoạn từ 1983 đến năm 2020 thì rừng tự nhiên có xu hướng tăng 3,5 triệu hecta. Tiếp theo, vận dụng tìm hiểu viết báo cáo ngắn 15 đến 20 dòng về một vườn quốc gia ở Việt Nam. Thì ở đây chúng ta ví dụ vườn quốc gia Ba Vì. Vườn quốc gia Ba Vì được thành lập vào tháng 1 năm 1991, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 60 km về phía Tây. Tháng 5 năm 2003, vườn quốc gia Ba Vì được chính phủ quyết định mở rộng quy hoạch sang tỉnh Hòa Bình. Hiện nay vườn có tổng diện tích là 9.702,41 ha. Tọa độ địa lý của vườn quốc gia Ba Vì là từ 20 độ 55 phút đến 21 độ 7 phút vĩ độ Bắc, từ 105 độ 18 phút đến 105 độ 30 phút độ Kinh Đông, bao gồm 3 phân khu. Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt trên cốt 400, phân khu phục hồi sinh thái dưới cốt 400, phân khu dịch vụ hành chính. Vùng đệm vườn quốc gia Ba Vì có diện tích là 35.000 hecta thuộc địa phận huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai của thành phố Hà Nội và huyện Lương Sơn, thành phố Hòa Bình của tỉnh Hòa Bình. Vườn quốc gia Ba Vì là nơi có khí hậu trong lành mát mẻ, có nhiều cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục và nhiều di tích lịch sử văn hóa. Chính vì vậy, vườn quốc gia Ba Vì từ lâu đã thành một nơi nghỉ mát, vùng núi cao lý tưởng của cả nước. Vườn quốc gia Ba Vì có giá trị cao về đa dạng sinh học. Vườn quốc gia Ba Vì với ba cái kiểu rừng. Rừng kính thường xanh mưa ẩm ướt, nhiệt đới. Rừng kính thường xanh hỗn giao cây lá rộng và cây lá kim, nhiệt đới, và rừng lá rộng thường xanh mưa ẩm nhiệt đới trên núi thấp. Núi Ba Vì với hai đai cao nên hệ thực vật nơi đây khá phong phú và đa dạng. Đã ghi nhận 1.209 loài thực vật bậc cao thuộc 99 họ, 472 chi. Nhiều loài cây quý hiếm như bách xanh, thông tre, xến mật, giỏi lá bạc, quýt thân gỗ, bắc giác liên. Ở vườn quốc gia cũng đã thống kê được 503 loài cây thuốc. Hệ động vật ở vườn quốc gia Ba Vì cũng rất đa dạng, 342 loài, trong đó có 3 loài đặc hữu và 66 loài quý hiếm.